Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin dự báo nắng nóng ở Sơn La, Hòa Bình, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện nay ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và một số nơi ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, một số nơi cao hơn như ở Phú Yên, Sơn La là 37,4 độ. Lạc Sơn, Hòa Bình 38,7 độ, ở Kim Bôi, Hòa Bình 40,2 độ. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Tương Dương, Nghệ An 37,8 độ, Hương Khê, Hà Tĩnh 38 độ, Đồng Hới, Quảng Bình 37,5 độ, ở Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế 37,3 độ và độ ẩm tương đối thấp từ 40 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất là phổ biến từ 40 đến 55%. Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 50%. Từ ngày mai nắng nóng sẽ giảm dần. Tại một số khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Ở vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 45%. Tại một số nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 55%. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 55%. Cảnh báo từ ngày kia nắng nóng có khả năng kết thúc ở khu vực Bắc Trung Bộ và sẽ dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn, có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Kính thưa quý vị thân mến, hiện nay nắng nóng đang xảy ra trên diện rộng sẽ là nguyên nhân để nhiệt độ mặt đất biển ngày càng tăng cao, sẽ là điều kiện thuận lợi để hình thành một số các vòng xoáy theo nhiệt đới, hình thành trên khu vực biển và có thể làm ảnh hưởng đến khu vực đất liền của nước ta. Hiện nay, theo như một số dữ liệu được chúng tôi cập nhật từ một số cơ quan khí tượng thế giới, thì trong thời gian tới trên vùng biển sẽ hình thành một số các vòng xoáy nhiệt đới hoạt động mạnh và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão và có khả năng sẽ đi vào khu vực Biển Đông của nước ta trong thời gian tới. Và trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo trên kênh, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những dữ liệu phân tích mới nhất từ Tổng cục Khí tượng Thế giới về những dấu hiệu hình thành những vòng xoáy thuận nhiệt đới của bão hình thành trên khu vực biển, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền của nước ta trong thời gian tới, để có thể truyền tải đến quý vị và các bạn với những dữ liệu phân tích mới nhất và các bạn sẽ có ngay các biện pháp để phòng tránh kịp thời. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo và cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời gian 10 ngày tới, từ đêm ngày mai đến 10 ngày tiếp theo. Trong 24 đến 48 giờ tới, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng ở vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Ở khu vực Đồng bằng và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, ngày có nắng nóng, riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày kia, nắng nóng sẽ giảm dần. Tại một số khu vực khác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm ngày mai đến Chủ nhật tuần tới, ở Bắc Bộ đêm ngày thứ Năm đến ngày thứ Hai tuần tới sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, từ ngày thứ Sáu sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng ở phía Bắc, trong ngày thứ 6 có nơi nắng nóng, từ đêm ngày thứ 6 đến ngày thứ 2 tuần tới có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cũng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Ngày mai ở khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Nam đến cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở phía Tây Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ở khu vực Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Riêng ở Sơn La, Hòa Bình, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ở khu vực Đồng Bằng có nắng nóng, gió Đông Nam đến cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng ở vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng ở vùng núi phía Tây có nơi 39 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ở phía Bắc có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng ở phía Bắc nhiệt độ từ 34 đến 36 độ. Ở Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Ở Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sập tường nhà xưởng đang xây ở Bình Định, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo hai doanh nghiệp xây dựng. Sáng qua, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là lãnh đạo của hai doanh nghiệp xây dựng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là ông Đào Ngọc Khoa, 42 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Gia Phú và ông Nguyễn Thành Dương, 34 tuổi, Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Tân Dương. Đây là hai bị can liên quan đến vụ sập tường nhà xưởng đang xây ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, khiến 5 người tử vong và 6 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân khiến bức tường đang xây bị sập là do nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công thực tế không hợp lý, chưa đảm bảo sự ổn định an toàn tuyệt đối. Chủ thể có trách nhiệm quản lý an toàn thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý kỹ thuật phù hợp, cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình thi công. Vì vậy, khi chịu tác động bất lợi của gió, khung K2 bị dao động chuyển vị đỉnh quá lớn, vượt quá giới hạn cho phép, gây mất ổn định tổng thể. Trong quá trình thi công chưa có biện pháp chống đỡ, giằng giữ với điểm cố định nào mà để đứng độc lập và không đảm bảo an toàn, nhưng vẫn để công nhân thi công mà không có ý kiến của chủ đầu tư hoặc các đơn vị liên quan. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Savi Seafood Việt Nam được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cấp phép xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm tại khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn. Sau đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Savi Seafood Việt Nam ký hợp đồng khoán toàn bộ 14 hạng mục công trình cho Công ty Cổ phần Xây dựng Vĩnh Bảo. Công ty Cổ phần Xây dựng Vĩnh Bảo tiếp tục ký hợp đồng khoán toàn bộ hạng mục công trình trên cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Gia Phú. Đầu tháng 4 năm 2022, Đào Ngọc Khoa, đại diện Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Gia Phú, thỏa thuận với Nguyễn Thành Dương, Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Tân Dương, thi công các bức tường bao nhà xưởng dự án nhà máy chế biến thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Savi Seafood Việt Nam và bức tường khung K2 ngăn giữa nhà xưởng với kho lạnh. Như báo Người Lao động thông tin, chiều ngày 15 tháng 9 năm 2022, công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến tại nhà máy chế biến thực phẩm thuộc công ty Savi Seafood Việt Nam ở khu công nghiệp Nhân Hòa thì xuất hiện mưa rông, gió mạnh làm đổ sập bức tường. Hậu quả khiến 5 người chết và 6 người bị thương. Tất cả các nạn nhân đều ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!